lái xe. Chị taxi ơi, chị taxi. Hay quá chị ơi. Mày muốn sắm chiếc taxi chạy vào đây không mày? Cô sáu này chắc cô không có hình tuổi của cô nên cái hình con nít này thì tuổi này được con nít năm mấy mấy tuổi nha. Học sinh. Học sinh. Còn nhỏ nên mới ra đời chưa dễ bị bắt nha. Cỡ Tuấn thôi, ai bắt được Tuấn đúng không Tuấn? Hết chuyện rồi đấy. Bắt đầu tới chuyện đề tài gì nạc đề rồi đấy. Đang nói cô đây nè. Hình của cô nghe trẻ quá. Mày mấy tuổi rồi? Ồ, quá nè. Cô phải cỏ vậy đó. Cô làm nhiệm vụ bất khả thi. Mission impossible. Hôm nay trời âm u. Trời này mày. Trời mày. Cái mặt biển này là nhìn qua tới Vũng Tàu không chị? Em nhìn thấy thuyền nhỏ ngoài kia không? Tầm nhìn xa mắt của ông là bao nhiêu cây số? Khoảng ngàn cây à. Bao nhiêu? Ngàn. Dốc. Con, bà cũng nhìn tới mặt trăng luôn đó bà. Đấy rồi. Trời ơi. Con là người cõi trên rồi. Bà bán cả sao tận. Cõi trên. Con cõi trên con mới nhìn thấy cái đợt đó. Chứ còn nghe mọi người tầm thường nó sống con nhìn thấy mặt trong mặt trời. Đi quên bọn bọn đi quên bọn 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 A gì nhỉ? Atula à? Atula. Atula là ăn xong rồi tu rồi la. Tu hay quá, tu rồi la. Tu cũng điềm thấm vậy á. Tu rồi la. Quay sang ra tu la coi coi. À, quay sang ra tu la. Cảnh đã quay ra tự ôn phỉ. Lưng kìa. Ừ. Nha. Hình cá mập. Cũng là núi cá mập à? Ừ, núi cá mập à?